21. Trường giả yêu bát la hoa, phó thác thứ nhất, cứu hộ tất cả chúng sinh tướng hồi hướng. Bây giờ thiện tài đồng tử, nhờ lời dạy của thiện tri thức mà chẳng để ý đến thân mạng, chẳng chấp tiền tài châu báu, chẳng thích mọi người, chẳng đam mê nam dục, chẳng biến ái quyến thuộc, chẳng coi trọng ngôi vua chỉ nguyện hóa độ tất cả chúng sinh chỉ nguyện nghiêm tịnh cõi nước chư phật chỉ nguyện cúng dường tất cả chư phật chỉ nguyện chứng biết thật tướng các pháp chỉ nguyện tu tập biển đại công đức của tất cả bồ tát chỉ nguyện tu hành tất cả công đức chọn không thối truyền chỉ nguyện luôn ở trong tất cả kiếp dùng sức đại nguyện tu bồ tát hạnh chỉ nguyện vào khắp đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, chỉ nguyện vào một môn tam muội khắp hiện tự tại thần lực tất cả môn tam muội chỉ nguyện ở trong một lỗ lông của phật thấy tất cả chư phật tâm không nhàm đủ chỉ nguyện đắc được tất cả pháp trí huệ quang minh thọ chỉ pháp tạng của tất cả chư phật chuyên cầu công đức của tất cả chư phật bồ tát như vậy từ từ đi du hành đến nước quảng đại thiện tài đồng tử đến chỗ trường giả bèn đành lễ trường giả rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng đứng chắp tay mà bạch rằng đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề muốn cầu trí huệ bình đẳng của tất cả chư phật muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của tất cả chư phật muốn thanh tịnh sắc thân tối thượng của tất cả chư phật muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư phật muốn biết trí huệ thân rộng lớn của tất cả chư Phật, muốn tịnh trị các hạnh của tất cả Bồ Tát, muốn chiếu sáng tam muội của tất cả Bồ Tát, muốn an trụ tổng trì của tất cả Bồ Tát, muốn trừ diệt tất cả hết thảy chướng ngại, muốn du hành tất cả mười phương thế giới mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo để có thể sinh ra trí nhất thiết trí trưởng giả bảo rằng lành thay lành thay thiện nam tử người đã có thể phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề thiện nam tử ta khéo phân biệt biết tất cả các hương cũng biết điều hợp tất cả hương pháp đó là tất cả hương tất cả hương đốt tất cả hương thoa tất cả hương bột ta cũng biết nơi sinh ra tất cả hương vương như vậy ta lại khéo biết rõ hương trời, hương rồng, hương dạ xoa, hương cản thát bà, hương a tu la, hương ca lâu la, hương khẩn na la, hương ma hầu la già, hương người chẳng phải người, hết thảy các hương. Ta lại khéo phân biệt biết hương trị các bệnh, hương dứt các ác, hương sinh hoa nhỉ, hương tăng phiền não, hương diệt phiền não, hương khiến cho đối với hữu vi sinh vui chấp, hương khiến cho đối với hữu vi sinh nhàm lìa, hương xả bỏ các kiêu ngạo hương phát tâm niệm phật hương chứng hiểu pháp môn hương thánh nhân thọ dụng hương tất cả bồ tát sai biệt hương tất cả bồ tát địa vị các hương như vậy hình tướng sinh khởi xuất hiện thành tựu thanh tịnh an ổn phương tiện cảnh giới vai đức nghiệp dụng cùng với căn bản tất cả như vậy ta đều thấu rõ